Kênh Quang Lan Thơ xin kính chào các chú anh chị. Hôm nay là phiên bán hàng của tối ngày của ngày 11 11 tháng 10 nha. Thì mình có một số hàng thuần ra đến cho các chú anh chị cho tầm. Tất cả mặt hàng mình trồng thuần thì ra rẻ mình định là trồng trên những cái chậu hoàn chỉnh cho các chú anh chị mình. Giờ mình treo lên 100 thôi, không thêm cái bước xử lý nào nữa hết. Thì cái giá mình bán bao cứ vận chuyển toàn quốc cho những đơn hàng từ 130 lên nha, dưới 130 cả nhà mình gặp đơn giùm. Đó. Thì mình ship hàng toàn quốc luôn, đóng hàng rất là kỹ, đóng cái giá thể này không gớt ra ngoài luôn. Đó, về cả nhà mình cắt dây rút cố định trước khi lấy cây ra. Đó, cố định dây rút vô thành thùng nha, trồng hoàn chỉnh bằng vỏ thông, xử lý sạch sẽ hết trơn. Về khỏi lo gì hết, chậu nhỏ nhất là phi 16. Đó, sau đây cũng xin vô chi tiết các hình, không để cho cả nhà mình chờ lâu. Đó, thì vô đây hình số 1. Một thì cả nhà mình ai ủng hộ được thì ủng hộ nha, xin chân thành cảm ơn. Đó. Hình số 1 là cẩm cù lá xoài hoa màu đỏ. Đó, cái này khi mình đóng hàng mình sẽ dồn nó xuống cái khoảng gì nè. Đó, đóng hàng cho nó gọn rồi về cả nhà mình cứ kéo lên. Đó. 100k gộp đơn hình số 1, cẩm cù lá xoài hoa màu đỏ trồng hoàn chỉnh luôn cho cả nhà mình. Về mình treo đôi ghế thì nó cứng cái chậu rồi luôn. Hình số 2 là một cái cây vũ nữ hoa vàng. Hoa quanh năm đang có bồi hoa luôn, đang có ngậm hoa quanh năm luôn. Đó, hoa vàng mà đặc biệt cái loại này cái hoa nó rất là dài. Bồi hoa rất là dài mà sai hoa mà xiên hoa. Nó hoa quanh năm 100k gộp đơn. Cái hình số 2. Hình số 3 là đùi gà tròn. Đó, cái chậu này toàn là thân tơ không? Nhà là nhìn đẹp tuyệt vời không? Đó, toàn là những chậu này thân tơ không, cực kỳ đẹp. Đùi gà tròn. Ghế rồi cả nhà mình khỏi lo, cái này mà mầm gốc nó nhảy lên một cái là cứng cái chậu rồi luôn đó. Ghế rồi thôi khỏi phải lo, cứng chậu luôn. Đó, đùi gà tròn 150k bao ship cho hình số 3. Hình số 4 cũng là đùi gà tròn. Đó. Ai muốn lấy hình nào lấy, cực kỳ đẹp. Đó. Mấy cái này nó thắt ngọn rồi. Thì cả nhà mình ai biết hay chơi những cái dòng này mình hả chốt, tại vì biết sao, những cái dòng này khi nó thắt ngọn nó phải xuống lá chuỗi gì nè. Đó, nhìn ai không biết cái gì nó ủi sao bán cho tôi cái chậu lan gì mà không có lá, tại cái loại lan gừng nó vậy đó. Đó, loại lan gừng nó vậy, nó thắt ngọn là phải xuống lá đang chào hoa. Đó. Này hoa Tết nha, hình số 4. 150k bao ship, đùi gà tròn. Đó, ghế thôi khỏi phải bàn luôn. Thằng này dễ lắm, về treo chỗ nào nắng nhất treo nó lên khỏi tưới khỏi phân gì vậy. 150k bao ship, hình số 4, hình số 5 là đùi gà chẹt. Đó, hoa Tết nha. Những cái thằng này là những cái thằng hoa không đó nghe cả nhà, những cái thằng mà xuống lá chùa lũi là những cái thằng hoa không nghe, về đừng tưởng thằng già cắt bỏ nha. Thà bản thân thí dụ như cái thằng già này là nó cho hoa rồi nè, nhưng mà những cái mắt còn lại này nó vẫn cho hoa bình thường nha. Đó, những cái thằng này là những thằng hoa không, cho nên cả nhà mình lưu ý về đừng cắt bỏ. Đó, mầm gốc nó lên nè, mầm gốc nó đậu lên nè, một cái là cái chậu này thôi nhìn là mê ly luôn. Mầm gốc nó lên chi chích đâu, bên đây mà lên cái nữa rồi thôi luôn, cái chậu này nó cứng chậu rồi luôn. Đó, 180k bao ship chầm chậu phi 20. Một cái dẻ lớn. Đó, cái dẻ lớn nè. À. Hình số 5, 180k bao ship. Quay kỹ lại cho cả nhà xem nha, ghế khỏi phải bàn nha. Đó, về chơi hoa Tết. Hình số 6. Hình số 6 là cũng là đùi gà dẹt. Mình lấy mấy chậu bự bự cho cả nhà mình về mình tết ra hoa, mình để trên bàn chân luôn, ghế nè, mầm gốc nó lên xanh dần luôn. Cái này mà mầm gốc nó lên đều hết thì thôi bít cái chậu luôn nghe cả nhà. Đó, mấy thằng này thằng hoa không nghe. Cho nên cả nhà mình lưu ý, nó phải xuống lá thì nó tích tủ đủ dinh dưỡng nó xuống lá nó chào hoa. Đó. Hình số 6. 180k bao ship. Hình số 5 cũng 180 nè, hình số 6 180 á. Mình lựa mấy chậu đều không cho cả nhà mình lựa. Hình số 7 cũng là đùi gà dẹt. À, mà là mầm gốc đầu nó chuẩn bị lên nè, tua tổ luôn rồi nè. Tua tổ luôn rồi nè. Hầu như thằng nào cũng lên mầm gốc hết trơn, là bên đây nữa nè. Ghế khỏi phải bàn luôn. Đó, này nguyên cái dẻ lớn luôn. Bình thường này hồi đó tao ăn một chậu gì tới 200 mấy lần đó. À, giờ thì nó tùy theo cái năm cả nhà. Này có 180 mà bao ship trừ tiền ship 4 mấy ngàn rồi cả nhà. Đó, nguyên cái về nha. 180k bao ship. Hình số 7. Đùi gà dẹt.
Đây mình lên 3 chậu đùi gà dẹt cho cả nhà mình đó. Trồng chậu phi 20 không? Hình số 18. Đấy, hình số 8. Hình số 8 là cái nhất điểm hồng. Thân tơ không nè. Cực kỳ đẹp. Nhất điểm hồng. Đó, 100k gộp đơn, còn ai muốn lấy lẻ thì thêm cho mình 30k tiền ship nha. 30k là còn chưa đủ nữa, mình bù vô thêm cho cả nhà mình đó. 100k gộp đơn, hình số 8. Hình số 9 là một con trâu chuẩn người Buôn Đôn, mấy con này lớn hết nha cả nhà, chứ không phải nhỏ đâu, thấy nó nhỏ nhưng mà nó không nhỏ đâu. Lá trâu Buôn Đôn thì cái lá nó dày cực kỳ, dày luôn, hàng gừng thì không tránh khỏi lỗi lá gì đâu. Trong quá trình ta khai thác vận chuyển. Nha, rồi lá thì cái căng ra lỡ trang này, mình ít chứ xài phân thuốc lắm, về cả nhà mình cứ đưa phân thuốc vô là nó hấp thu hết. Đó, nó dễ là ở chỗ đó đó. Cho nên cái cây mình, hàng gừng của mình là nó không có bóng mượt như những hàng công nghiệp đâu. Cả nhà mình lưu ý nha. Đó. Hình số 9, 100k gộp đơn. Mấy con này lớn, lá nó cứng ngắt rồi cả nhà. Trâu Buôn Đôn nó vậy mà thơm, cực kỳ thơm, không có trâu nào qua trâu Buôn Đôn chứ. Hình số 9, 100k gộp đơn, hình số 10. Cũng một con trâu Buôn Đôn. Cực kỳ đẹp, lỗi là nè, trong quá trình khai thác vận chuyển là bị lỗi lá gì nè. 100k gộp đơn nha. Hình số 10. Hình số 11 cũng một con trâu Buôn Đôn. Ghế nè, con này đẹp nè. Đó. Mấy con này trưởng thành nha, mấy con là ngầm hoa cũ nó dài ra nè, nó cho trái luôn nè, thấy không? Ngầm hoa cũ nó dài chi chít nó cho trái luôn. 130k bao ship. Đó, 130k bao ship cho hình số 11. Hình số 12 là cũng một con trâu Buôn Đôn. Con này cực kỳ đẹp luôn. Con này nó vàng ôm luôn cả nhà. Mà hàng gừng không tránh khỏi lói lá gì nha, mình cân nhắc nha. Con này có một ngầm hoa nè, hai ngầm hoa nè, ba ngầm hoa nè, bốn ngầm hoa nè, năm ngầm hoa nè. Ghê hồn, do bên đây không là ba nè, bốn nè, bên đây ngầm nữa, năm ngầm hoa nè. 150k bao ship hình số 12, cực kỳ đẹp. Về cho ăn nắng nó dày, lá nó lên sọc chỉ nó vàng thêm nữa, cực kỳ đẹp luôn. 150k bao ship hình số 12. Hình số này nè, cực kỳ luôn. Hình số 13, hai con trâu chuẩn người Buôn Đôn. Đó, 130k bao ship. Mấy con này là lớn hết trơn rồi, con nào cũng có ngầm hoa nè, ngầm hoa dài sọc luôn. 130k bao ship hình số 13. Đó, hình số 14 là mình lên cho cả nhà mình một cặp trâu, hai con này nó dính nhau, nó dính liền với nhau, một cặp trâu lá mít cực kỳ đẹp luôn. Đó, rễ cả nhà mình khỏi lo ra tui tủa hết trơn rồi. Đó, cái bên kia nó bám vô giá thể luôn rồi đó. À, tua tủa hết trơn rồi, cả nhà mình khỏi lo. Cặp này đẹp, cặp này lá mít, cặp này cây lớn không, vừa hoa cũ nó bự hoành kia luôn, dài cái nè, nhà thấy không, hoa cũ nè. Bên kia trồng thuần trồng lên nó bị gãy rồi, nó bị gãy bò hoa rồi, thấy không? Cả nhà mình là hai con trâu lớn rồi nè, đưa tay cả nhà mình cái vậy nè, thấy không? Tới cùi chỏ luôn, trâu lá mít nha, cực kỳ đẹp, lá dày cứ ngắt luôn nè, về cho ăn nắng nó sẽ dày lên nữa, mà nó lên chọc chỉ là nó lên đẹp luôn. Đó, hàng gừng này không tránh khỏi sâu xia chút đỉnh vậy đâu, cái này là không ăn thua vậy chứ. Đó, trên gừng này phải chịu thôi. Mà đặc biệt hai con này đẹp nha cả nhà, rễ bắt đầu nhú thêm nữa nè, chi chích hết trơn nè. Đó, con này bây giờ nó căng nó mướt lá luôn rồi đó. 330k bao ship nha, một cặp này là về Tết mình chạy hoa luôn. Còn những cái loại trâu Buôn Đôn ai kỹ thì tầm này mình phun kích hoa cho nó được nha. Đấy, tất cả những cái loại trâu á, trâu công nghiệp, trâu diễn biết, nhưng mà cả nhà mình kỹ thì tháng 9 âm lịch này mình kích hoa cho nó vài lần đi thì nó Tết nó sẽ ra ngày Tết. Đó, hình số 14, hai con trâu chuẩn người Buôn Đôn. Hai con trâu bành kỳ luôn, trồng trâu phi 20, 330k bao ship. Về mình treo lên thôi, khỏi phải làm gì hết trơn. Đó, hình số 14. Hình số 14 nha, cặp trâu này hình số 14. Hình số 15 là hoàng thảo vạch đỏ, loại này hoa thơm khỏi phải bàn luôn. Đó, loại này hoa thơm khỏi phải bàn luôn. Tại cái loại này cái thân nó lông đen đen gì chứ nó không có bị gì cho nghe cả nhà. Nhiều khi cả nhà mình không biết nói cây nó bị hư vì gì, không phải nha. Tại cái loại này nó thân nó lông đen đen gì đó. Ghế nè,
mầm gốc này lên nữa là tôi tỏ luôn, mầm gốc chuẩn bị nhú nè, 100k gộp đơn hoàng đảo vạch đỏ chuẩn gừng con tôm đó, hình số 5, hình số 15 100k gộp đơn, hình số 16 là cũng là hoàng thảo vạch đỏ đó, cái này cái về lớn, về lớn cây lớn luôn đó, đẹp chưa. Cái loại này là cái thân nó lông đen đen nghe chứ không bị cho ghế nè đó, nếu mà cái thân nó bị gì là ghế nó không ra đâu, là chuẩn bị là lên mầm nữa nè, cái này, cây này chuẩn bị lên mầm nữa nè đó, hoàng thảo vạch đỏ 150k bao ship, 150k bao ship, hình số 16, hình số 17 là hương duyên, hoàng thảo hương duyên đó, hương duyên thì cái thân này nó cũng đen đen vậy đó chứ không bị gì hết, lá nè, lá xếp cực kỳ đẹp luôn đó, là lá xếp mà bóng mà cực kỳ đẹp luôn đó, rễ thì ra tụi tổ cho cả nhà mình khỏi lo. Viên cái vàng 150k bao xếp đó, 150k bao xếp, hình số 17 hoàng thảo hương duyên trồng chậu phi 20 luôn, hình số 18 quế tím 100k gộp đơn, rễ tụi tổ. Đó, cây nào cũng có ngầm hoa cũ hết. Đó, cây nào cũng có ngầm hoa cũ hết, không có cây nào mà nhỏ hết trơn. 100k gộp đơn, hình số 18. Hình số 19 hoàng thảo hắc mau. Đẹp tuyệt vời luôn, rễ cứng chậu. Đó, mầm gốc đang lên rễ cứng chậu, 150k bao ship. Hoàng thảo hắc mau. Hình số 19. Hình số 20 quế lan hương. Vô quế tuyệt đẹp, rễ thôi khỏi với bạn luôn. Rễ nó ra như cái màn. Cây lớn không cả nhà ơi. 250k bao ship. Hình số 20. Hình số 21. Một cây gâu hùm. Đó, đẹp chưa? Cây gâu hùm 80k gộp đơn. Hình số 21, hình số 22 là một cái chậu. Hài Văn Nam. 130k bao ship. Này giờ không có hàng nữa, ai chưa có mình chốt. Hình số 22 130 bao xếp, hình số 23 địa lan tứ thời 130k bao xếp, hình số 23, hình số 24 son môi gừng đó, son môi gừng giờ đọt đổ lên nè, đẹp chưa, son môi gừng, ai chưa có thì mình chốt nha, 130k bao xếp. Không mà gần hình số 24, hình số 25 một cái chậu kiếm bicolor, hay loại kiếm hai màu. Kiếm bicolor hay còn gọi là kiếm hai màu nha. Hình số 25. Đó, 80k gộp đơn. Hình số 25 kiếm bicolor. Hình số 26. Một cái chậu kiều tím miền Trung. Đó, chậu lớn. Giờ nó sưng mắt dữ lắm rồi. Sưng dữ lắm, sưng rồi đó cả nhà. Kiều tím miền Trung, nguyên cái về lớn lớn nha. Đó, 280k bao ship. Tính ra thời điểm này là nó rẻ cả nhà. Đó, tại vì kiều tím này nó mắc lắm. Mà nhiều khi mình mua một cái về nó có mấy cộng ở dưới nó đưa một cái cục vậy nè, cả ký mấy là nhiều, mình tách ra không có nhiều. Không có nhiều thân. Hình số 26. 280k bao xếp kiều tím miền Trung, nguyên cái chậu về lớn. Hình số 27 kiều tím miền Trung. Đó, mấy cái dòng này là kiều nó đậm màu không đó cả nhà. 230k bao xếp. Thằng nào nó cũng sưng vậy chứ. 230k bao xếp, hình số 28. Đây hình số 27, hình số 28. Đó, dáng hương đuôi sóc, sóc sóc thơm nha. Cây lớn không đó. Cây lớn mà nó điều cây, nó lựa ghép điều cây. 200k bao ship. Hình số 28. Hình số 29 thạch học tế. Về cả nhà mình làm giống nha. 100k gộp đơn. Hình số 29. Hình số 30. Kiều dẹt. Kiều dẹt của gừng con tâm. Cực kỳ đẹp. Điều giá có gần tâm. Này nó mình cắt cái cọng này bỏ.
150k bao ship. Hình số 30. Hình số 31 là kiều vuông, hay còn gọi thủy tiên trắng. Đó, mấy thằng rụng lá chuẩn bị hoa đó. Nhưng mà nó không nở ngày Tết đâu, về cả nhà mình kích 100k gộp đơn. Đó, hình số 30. 31 hình số 32. 32 là cái thanh đạm tuyết ngọc. Rễ tụi tủa nó ăn cứng ngắc ở dưới rồi, cả nhà mình khỏi lo. Thanh đạm tuyết ngọc. À, rễ nó ăn cứng ở dưới rồi. Thanh đạm tuyết ngọc nha. 100k gộp đơn. Thanh đạm tuyết ngọc. Hình số 32, hình số 33. Hình số 33 là cái hồng nhạn. À, hồng nhạn tháng 4 nha, hồng nhạn chứ không phải hoàng nhạn nha cả nhà, hoàng nhạn khác nữa. Cây lớn không cả nhà. Hồng nhạn. 150k bao ship. Hình số 33, hình số 34 là thanh đạm Indo. Thanh đạm Indo thì nó mắc tiền, cả nhà mình cân nhắc. Này nó sổ hoa Tết nha, thanh đạm Indo. Đó, 230k bao ship. Cho hình số 34, hình số 35. Hình số 35 là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên bán chậu rẻ nè, ai vô chốt 150k bao ship, trừ tiền ship ra tính ra còn có khoảng 100. Quá rẻ luôn, sơn thủy tiên. 150k bao ship. Hình số 35, hình số 36 là bạch ngọc hay âu. 100k gộp đơn nha. À, ai lấy lẻ thì nhờ thêm mình 30k tiền ship. Bạch ngọc hay âu, 100k gộp đơn. Cho hình số 36. Hình số 37 là kiều tím miền Trung, giờ đẹp nè. Đang sưng nè, giờ chuẩn bị nhú luôn rồi. Chói quá. Nè, chuẩn bị nhú luôn rồi. Hôm nay em vậy luôn. Hôm nay em vậy luôn. Chung là giờ thân xanh dần đó, cực kỳ đẹp luôn. Hai 200k bao ship, kiều tím miền Trung. Rồi nãy mình để cái này cho lọt vô đây không biết. Cái thân này xanh xanh dần đẹp. Chậu rồi đẹp. Ai chưa có mình vô chốt chậu này nè, 200k bao ship. Cho hình số 36, hình số 37. 37 là cái báo hỷ, hoa Tết nha. Rễ cứng chậu luôn. 100k gộp đơn, báo hỷ. Hình số 37 cũng là hình cuối cùng. Đấy, hình số 38 chứ. Kiều tím là hình số 37 nè cả nhà. Đó, kiều tím hình số 37 là bạch ngọc hình số 36 nha. Bạch ngọc 100k gộp đơn. Hình số 37 nè, kiều tím miền Trung nè, 200k bao ship. Hình số 38. Đó, 38 báo hỷ. 100k gộp đơn. Nguyên cái dãy lớn cả nhà. 100k gộp đơn. Rồi hôm nay Hoa Lan Thơ có số mặt hàng gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Các chú anh chị mình đơn người nào chốt đó liên hệ mình qua số điện thoại 0766 87 66, cũng là số Zalo, kết nối Zalo mình đặt hàng dễ hơn. Cả nhà mình ai xem video chưa bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ bấm vào nút đăng ký kênh như bấm vào cái chuông để cập nhật những cái video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.